nói
但係佢就話：我時當唔知我換人一口，換一口咪啊？喺呢位啊，人字啊，係人啊，咁咪就呢位，佢係人字，佢係黃金嚟嘅，係嗰時啊，問佢如果佢擺緊啦，問佢如果咩人組啊，問佢如果人組話一位啊，係唔使。Yeah.
ta đọc thì chúng ta có khái niệm, nhưng mà sau khi chúng ta làm thì chúng ta nhớ được, chúng ta thấy cái này. Còn bây giờ mình học buổi đầu tiên thì những thằng này thì nó sẽ hơi nói bán nó là bình thường hơn. Còn khi chúng ta thực hành thật là chúng ta biết rồi làm cái đâu thì những thằng này cái đó thì chúng ta sẽ không quen. Và nếu mà chúng ta cắt chính độ này thì là một cái đó cái này còn cái gì đấy thì sẽ cứ bấm nó cho nó chính độ thì phải cắt nó chính độ nó vuông góc nó phải cắt kilo này ha. Thì chúng ta sẽ có hai nguồn chỉ cái và chỉ cái. Chúng ta xoay cái mặt cắt đúng chính độ chúng ta sẽ ra và lúc cái lòng quả lên như vậy chúng ta hiện ra là chỗ là năm buồn. Khi chúng ta đưa cái lòng quả vào cái gì chúng ta cắt ngang zero độ cắt ngang thì chúng ta sẽ thấy cái giữa này ba cái năm ba là chỗ rất là đẹp, ở trên này là chỗ gì đi và những cái trong này là những bãi chúng ta thấy ở trong cái gì
xác cái vùng tổng thất thải mà ban đầu mình nổi hình ảnh này chúng ta cũng khó mà thấy được là chúng ta đi vô tình hình trong trường hợp hẹp ban đầu mình nổi nó có gì vị trí hẹp hoặc là hẹp xỉu xỉu là đây chúng ta cũng mỏi hẹp mỏi bớt hẹp xỉu hẹp van là đây chúng ta có thể nâng van đó là bây giờ chúng ta nói là các cao tiết lên cao chúng ta đúng vào khoảng trên cao sau đó chúng ta đưa được vào xuống phía dưới và như là vào bề dài thì chúng ta sẽ cắt một cách ngang để khảo sát hình ảnh là giống như là cái hình ảnh của chúng ta cắt ngang thất trái mà không dùng thêm bên cạnh đó nó chỉ là một rồi nó bây giờ thất trái đây là thất phải và đi vuông góc đó thì chúng ta sẽ có được cắt dọc dọc theo cái
bồi của nó của nhà viên nội tâm lành chúng tôi còn nghĩ là rất tốt của sinh tinh hoa quả. Ta biết rằng đối với sinh tinh hoa thì người ta thì những cái độ ly giải của đầu dòng thường nó là trên 5 mm, cho đó những cái xuồng dưới 5 mm thì ta sẽ bỏ sót. Do đó trong cái trận đấu xác định nó là một trong hai trục chính của cái trận đấu viên nội tâm lành chúng tôi, chúng ta bỏ sót coi như là Gracias.
nó chia cái lòng của cái lòng thần chủ làm hai phần, luôn luôn là lòng giả thôi xung quanh, luôn luôn là lớn hơn lòng thật. Lòng thật lúc này bị ép lại, máu đi nghe đổ tắt ngang và cũng là lòng thật không còn một xíu lại, và cái mảng này gọi là mảng móc tắt của mảng intimo collect. Đây cũng là một cảm giác móc tắt, đây cũng là một cảm giác móc tắt, và chúng ta cố gắng là mò ra cái điểm vào chỗ xé kia, chỗ xé đất của nó để chúng ta biết cái đường vào để chúng ta phục vụ thực tế. Ví dụ đây là một cái clip đó, tôi quay ở đó một cái móc tắt của mình cũ, ta thấy cái lòng giả rất là lớn, mình không biết khối của nó, lòng thật nó còn có một xíu. Thank you.
ta bây giờ là ca ba cũng là chủ trên tay người rồi bây giờ ca ba cũng là chủ dưới. Ở đây chúng ta thấy cái vấn đề gì nó là chính những chỗ này nó sẽ tạo thành một cái khối nhỏ và nó một ngày trên đó áp lực cũng phải tăng lên bao nhiêu lượng và bao nhiêu cái nó đi lên. Thì đây chúng ta ngoài cái chuyện mà phân tích các tình huống chúng ta còn có một cái luồng thông của dương đó, chính nó thì thường nó là sinh trái phải thôi, nhưng mà lúc mà đó nó có sự hạn chế sẽ bị chúng ta những cái bệnh tim mà sinh khác thì chúng ta làm cho tim hiệu quả cũng sẽ hỗ trợ được. Một trong những cái bệnh này chúng ta nói nhiều nhất đó là dò cái động mạch vành sẽ nói sao tập những cái bệnh tim bẩm sinh thông thường như là thông tin nhĩ đối với thông tin nhĩ đổ nước mắt. Chúng ta đầu thông nó nằm giữa bất kỳ nhĩ thì chỉ cần xem tim bất kỳ lần chúng ta có thể phát triển được, nhưng mà có những trường hợp cái lỗ nó nhỏ quá chúng ta làm bằng thật là những người lớn như là cái nhắc các nhĩ sườn là tốt nhất thì nó vuông góc với lại bất kỳ nhĩ, nhưng mà đôi khi cái bụng người ta thành bụng nó con thiếu quá cái hình ảnh xưa ông ghép cái lượng nó phải không thiếu quá ta cũng không phát triển được cái đó. Những trường hợp đó ta làm xưa ông hiệu quả sẽ thấy cái bất kỳ nhĩ rất là đẹp. Còn cái ca này để bây giờ ca này mình nó lúc đó là bệnh nhân 40 tuổi cho nên là thảo mình là một giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn thì rất là giàu có mà mang cái bệnh cho người đi khắp nơi không biết gì. Cuối cùng vào đây chúng ta phát hiện một cái lỗ thông thì nơi đó có cái mặt của trên và bên phải là cái vị trí này là rất là ác liệt, vị trí này thì chúng ta không làm cho hiệu quả chúng ta phải cuối cùng bệnh nhân mổ khác như là nơi có một sông đó là mình dừng hay là thông tin gì tiếp thì chúng tôi chứ ngoài ra chúng ta cũng có thể chẩn đoán được thông tin thấp, tức là những trường hợp mà lỗ thông là thông tin khó còn ở mặt mặt chúng ta cắt cái thông tin và thực quản còn ở mặt mặt thì đa số chúng ta có thể chẩn đoán được ở cái nhát cắt ở ống chân trước đó, ống chân trước đó thì nó tự nhiên là một số trường hợp nó cũng khó do cái cửa sổ tử vong chúng ta làm cho công ty thực quản sẽ cắt được cái hình ảnh động mạch chủ và động mạch phổi nằm như thế này và có một cái sân tiêu được cái động mạch chủ qua động mạch phổi trái và chúng ta biết đó là cái sân liên tục đó là cái hệ thống động mạch hẹp đó là động mạch phổi bẩm sinh. Chúng ta thấy đây là buồng thông thực quản, ở đây là nó bị phần từ gối lên nha. Khi chúng ta biết được cái van có phần từ gối lên thì chúng ta biết được có thể thông được. Còn nếu mà nó hẹp do phi đại thì chúng ta cơ chế được khác. Ví dụ như trong trường hợp alo thì tại cái vùng phổi của chúng ta bỏ bớt cái tiểu xung quanh. Ngoài ra chúng ta có thể phát hiện được những cái trường hợp tim bẩm sinh rất là hiếm gặp như là cái bệnh đi ba điều nhĩ. Đây là một ca là hình như là 31 tuổi cũng lâu rồi chúng tôi phát hiện đó là năm 2011. Đây ở dưới này là thất trái, ở trên này thất trái, chúng ta thấy đây có một cái màng đang nằm ở trong thất trái thì thất trái là hai phần, như vậy chúng ta có ba phần nhĩ, nhĩ phải, nhĩ trái một, nhĩ trái hai và cái màng này có một cái lỗ nhỏ là trong đó tôi nghe đó là tim ba phần nhĩ co che như là không và phản ánh sai là van mà lá nó thấp, van mà lá nó thấp thì đóng lúc thấp như này, những trường hợp này là do lâm sàng có thể chỉnh mạch máu nội can suy tim phải và chỉ còn những cái van mà lá nó đóng như này, cái này là van mà lá nó thấp. Và phản ánh sai ngoài cái chuyện chúng ta thấy lâm sàng nó có những dấu hiệu của suy tim phải, tim tái của nó còn thêm một hợp cái hội chứng của bệnh suy van gây rối loạn nhịp tim. Thank you.
Hy vọng là cái bài này sẽ mở ra cho các chị một cái